Không khí lạnh mạnh đang tràn về miền Bắc gây mưa rét. Đến đêm nay thì cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông của năm nay. Dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 11 cho đến 14 độ C. Vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 cho đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Đợt rét đậm rét hại lần này có thể kéo dài nhiều ngày. Còn từ ngày mai, khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế cũng chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ C. Trung Quốc và Hàn Quốc đang hứng chịu đợt giá rét nghiêm trọng với nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi dày ở nhiều nơi. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm qua tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp, trong bối cảnh giới chuyên gia dự báo nhiệt độ sẽ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên cả nước. Theo dự báo, nhiệt độ sẽ giảm từ 6 đến 10 độ C trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 15 tháng 12 đến 8 giờ ngày 17 tháng 12 theo giờ địa phương. Các khu vực miền núi phía Bắc Hàn Quốc hôm qua đã hứng chịu trận tuyết rơi dày. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, bắt đầu từ chiều nay, dự báo không khí lạnh di chuyển về phía Nam khiến nhiệt độ giảm hơn 10 độ so với hôm trước. Do đó, tuyết sẽ rơi ở hầu hết các khu vực vào cuối tuần. Lượng tuyết rơi vào cuối tuần này dự kiến sẽ rơi nhiều nhất ở khu vực miền núi đảo Jeju, dao động từ 10 đến 20 cm. Một số vùng có lượng tuyết rơi trên 30 cm.